Nhà Di Mai xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay nhà em lại về một số cái phụ kiện, phụ tùng, đồ chơi của xe đạp thể thao. Hàng mua đấu giá chính hãng bên thị trường nội địa Nhật và được vận chuyển về Việt Nam qua đường bay. Hàng sách tay Nhật các bác ạ. Hôm nay nhà em về được cũng một số tương đối nhiều món đồ chơi. Có cái 4 cái xăm này. 4 cái xăm của Continental này, một cái bộ chắn bùn của thương hiệu Flinger. Đấy, và 6 cái đôi tay nắm của thương hiệu Ergon, thì có cả Ergon GP1S, GP3S và GP3L. Đấy, tùy theo cái size tay của các bác. Và mũ bảo hiểm thì về được một chiếc mũ của thương hiệu SH+. Túi bình chi có 4 cái túi bình chi và túi topper. Cái hộp đựng đồ của bình chi thì có 3 cái mới tinh. Bơm bình chi có 2 cái mới tinh. Và đèn cắt ai, cái đồng hồ cắt ai made in Japan thì có 2 cái đồng hồ mới tinh. Cái bộ tun topper thì em về được 3 cái bộ tun topper. Trong đấy có một cái thì có cả cái túi đựng nữa. Một cái cắt xích topper, một cái bộ lạnh nốt và một cái pad để gắn đồ chơi, đèn pin như thứ của B&G Carbon. Một bộ đèn Lizin. Một bộ đèn Lizin này có cái size cái độ sáng của nó là 400 Newman, Lizin 400XL. Cả còn riêng pedal thì về một loạt luôn, được 5 đôi pedal mới full hộp. Một đôi pedal của UFO cũng là hàng mới tinh nguyên hộp. Đấy, và một đôi hàng user là đôi Sivan Streamneck. Đấy, Sivan Touring Neck, một trong những cái dòng cao cấp nhất của MKS bạc đạn. Đấy, hai đôi BM7 được hai đôi BM7 và một đôi Prominent, một đôi FD7. Và cái đôi này là đôi Sivan Streamneck, cũng là dòng cao cấp nhất luôn, ba bạc đạn. Đấy, và chân chống thì em về được 4 cái chân chống Minora. Cái này bắt vào cái ti trục sau các bác nhé. Đấy, cái hàng này tất cả đều made in Japan, cái đồ chân chống này made in Japan hết. Đấy, có hai cái vòng kín thì phải muốn lắp vào xe để phải tháo cái ti bật, còn hai cái loại này thì không cần phải tháo ti bật, đều có thể lắp vào luôn rất nhanh. Và chân chống nhôm thì về được 3 cái chân chống nhôm như này. Đấy, chân chống hai điểm của Giza, của Stan. Đấy. Và cái chân chống này thì của Bazooka. Tất cả là hàng nội địa Nhật hết, đều có giấy tờ với lại các cái tem vào nội địa Nhật này, đều là phải chữ Nhật hết này. Đấy, và hai cái chân chống nhôm. Cái này cái chân chống này cũng là cái dòng mới tinh. Đấy, cái này cũng của Stan này. Đấy, mã của nó là Ulac Q3 Stan. Thì hai cái chân chống nhôm này màu xanh đặc trưng của Binchi, có thể là sản xuất cho những cái chiếc xe Binchi có chỗ tháo mở nhanh. Tất cả các chân chống này thì đều có thể là co giãn cái mức chiều cao thấp độ ngả của xe được các bác nhá. Cái này dành cho bánh xe từ bánh 26 inch đến bánh 700C đều sử dụng ok. Và kể cả MTB bánh 27.5 đều ok các bác nhé. Và bình nước em về được một số cái bình nước của thương hiệu Airline, hàng made in Hungary, made in Croatia các bác ạ. Đấy, được 5 cái bình như này. Và cái 3 bình Binchi đều là bình đập hộp. Bình Binchi thì có một cái là made in Hungary, một cái là made in Taiwan và một cái là made in China. Đời mới nhất 2024 thì nó là made in China, còn tất cả nó là hàng chính hãng. Còn made in ở đâu thì phụ thuộc vào cái model. Đấy, còn những hai cái bình xanh ngọc kia thì nó là những cái đời model trước đây. Đấy, một số năm rồi cho nên là nó mới tinh, như là nó đặt tại made in tại các cái nước như vậy. Đấy, bây giờ em sẽ đi vào chi tiết, em sẽ quay, em đặt cái gimbal xong rồi em sẽ quay chi tiết từng món một để các bác cùng xem các bác nhé. Tất cả nhà em là đều là hàng mua xách tay chính hãng bên nội địa Nhật.
và được vận chuyển ở Việt Nam qua đường bay, hàng đi đường bay, cho nên là các bác mua hàng thì cũng lưu ý là về các bác có thể tìm hiểu chút trước một chút cái giá ở bên Nhật thì các bác sẽ rất dễ chơi, dễ mua, bởi vì cái hàng này là em mua hàng chính hãng và hàng có một số món đa phần là mới tinh, còn có những cái thì em mua hàng lướt, hàng đã qua sử dụng bên Nhật thì giá nó sẽ ok hơn, còn hàng mới thì nó giá của nó sẽ cao hơn hàng cũ một chút. Thì tùy theo hình thức và cái nhu cầu mong muốn của các bác thì có thể các bác sẽ chơi và liên hệ với nhà Zinbuy. Tất cả các món này thì em cũng đã quay khui thùng chi tiết và hộp các cái bill thanh toán ở bên Nhật đầy đủ. Nhưng mà khi mà về thì em bóc ra và em sẽ không gửi kèm những cái đấy nữa. Bởi vì gửi những cái đấy nó sẽ rất là mất công và tìm lại với giấy của cái nào thì các cái món nhỏ này sẽ mất thời gian lắm. Cho nên là cũng rất mong các bác thông cảm và chia sẻ với nhà Zinbuy. Em chỉ sẽ gửi như này, đóng hộp và em gửi như này thôi. Đấy, các bác mà mua hàng thì có thể chụp ảnh lại cái ảnh của cái sản phẩm đấy và các bác gửi qua Zalo giúp em. Em sẽ nếu mà các bác mua thì các bác lần đầu thì có thể là sẽ cọc giúp em tầm bằng tiền ship thôi, tầm 100.000 là được hoặc là 80.000, 100.000 là được. Còn các bác mua lần thứ hai rồi thì em nhìn cái số điện thoại và cái địa chỉ thì em sẽ gửi, cứ thế mà em gửi thôi, cũng không cần phải cọc. Đấy, nhưng bởi vì các bác mới tinh thì cũng chưa quen với nhà em thì có thể là các bác thông cảm. Đấy, các bác cọc cho em tầm 100.000 là được. Đấy, thì em sẽ nhắn cái số tài khoản qua Zalo thì các bác tiện mua hàng và chụp ảnh cho em. Đấy, còn giá thì em sẽ báo chi tiết trên từng sản phẩm một. Cái nào mà bao được ship thì em sẽ báo luôn là bao ship, còn cái nào mà không bao ship thì em sẽ ghi chú luôn. Đấy, hôm nay thì em đã nốt lại cái giá rồi. Tối hôm qua em quay cũng tương đối muộn cho nên em sẽ không ghi được tất cả, nhớ được hết. Cho nên hôm nay em sẽ sáng nay em sẽ nốt lại. Đầu tiên là về cái đèn đi. Đèn hậu và đèn chiếu sáng của thương hiệu Lizin. Thì Lizin là một trong những cái thương hiệu mà rất lớn, uy tín, chất lượng, hàng hiệu đấy, của bên Nhật. Em thấy các cuder, các cái người chuyên nghiệp bên Nhật người ta dùng rất là nhiều hàng Lizin này. Đấy, thì cái này nó là cái mức sáng nhá các bác nhá. Nó là model của nó là Lizin này, mini driver, nghĩa là dòng nhỏ và nhẹ. Một cái mức sáng của nó là 400XL, model 400XL thì cái mức sáng của nó là 400 lumen max. Đấy, và cái đèn hậu là mức sáng là 75. Đấy, nó ghi là KTV Pro 75 ở phía bên cạnh này các bác nhá. Đấy, và các cái thông số. Đấy, tất cả cái này là pin sạc bằng cổng USB. Em đây, cái này tháo ra một cái là ra, em nó hơi chặt đấy. Tháo ra một cái là cái cổng USB, các bác cắm trực tiếp vào cái cổng sạc USB là được. Nó hơi chặt. Đấy, giấy tờ mới hướng dẫn đầy đủ các bác nhé. Các cái thông số từng cấp độ lumen, sau đấy thì tương đương với bao nhiêu giờ thì đều nó có ở đây hết các bác nhé. Đấy, nó sẽ có hết. Một cái bộ này là 1.350.000, cái này em sẽ không bán lẻ nữa, và bác nào mua thì em sẽ gửi luôn cả một bộ như thế này luôn, cả đèn trước đèn sau. Em sẽ test qua cái độ sáng này các bác xem, bởi vì là hàng Lizin này đấy, mức sáng thì rất là sáng và chói mắt luôn. Nó có khoảng 6 chế độ sáng riêng cái đèn cảnh báo này, 6 chế độ sáng đèn cảnh báo này. Đấy, em cứ em chuyển nhá, em chuyển liên tục nhá, không em nhìn vào nó hơi bị lóa mắt. Em nhìn vào cái đèn hậu này sáng lắm, em tắt đi này. Đấy, em giữ một lúc thì tắt đi. Và cái đèn chiếu sáng nhá, em cũng bấm vào giữ này. Đấy, có một chế độ này, hai chế độ này, sáng vừa, sáng trắng này. Đấy, sáng dịu này. Đấy, sáng bấm phát nữa này, sáng dịu hơn nữa này. Đấy, và đến cảnh báo chậm. Đấy, cảnh báo nhanh. Đấy, và chớp, ánh sáng rất là nhanh. Đấy, và nó lại về mức bình thường, nó khoảng 5-6 mức sáng. Còn cái nút nguồn này thì nó cũng bao gồm cả cái báo pin luôn. Màu đỏ sẽ là gần hết pin, màu xanh sẽ là pin đầy, màu vàng, cam sẽ là pin trung bình. Nó sẽ cái mức báo đấy các bác để ý luôn. Đấy, em tắt đi nhá, em bấm và giữ nó sẽ tắt đi dịu. Đấy, một cái bộ Lizin là như này. Cái hàng mới tinh này thì giá của nó về chỉ giao lưu với các bác được mức tốt nhất là như thế này. Đấy, đèn Lizin này. Đi mở pedal trước đi. Đây. Pedal thì có đôi này là đôi cái model này, Shimtrinlex các bác ạ. Màu này màu đen, nó có hai màu. Một chiếc là màu, một cái là màu bạc, nó có hai màu, màu bạc mạ chrome ấy, sáng bóng. Tất cả là pedal nhôm và cái này là trục bạc đạn, ba bạc đạn luôn các bác nhá. Ở bên ngoài cùng này là một vòng này và chỗ này là hai vòng bạc đạn luôn. Cái này thì cực kỳ trớn. Đấy, quay tít thò lò luôn. Rất là trớn. Và không có nghe được cái cảm giác là bi luôn, bởi vì cái này nó trục bạc đạn bi kín và bi trục của nó, trục MGS của cái dòng này thì cực kỳ là tốt và bền. Đấy, độ dơ lắc thì không có, cái này là lướt đã qua sử dụng, em kiểm tra độ dơ lắc thì không có này. Đấy, không có độ dơ lắc và trục và quay thì mượt lắm, êm ru luôn. Cái này gần như mới, cái này là hàng lướt. Đấy, có thể là hàng tháo xe.
cho nên là gần như mới luôn. Một đôi này thì nó có cái phần tháo mở nhanh bằng lục giác, tháo mở để bảo dưỡng kiểm tra bằng lục giác nhé các bác nhé. Cái size thì hôm qua em cũng đã đo chi tiết rồi. Jin ơi, Jin lấy cho bố cái thước đo qua cho các bác hình dung. Đấy. Con sẽ em sẽ đo qua cái này nhanh cho để các bác xem này. Đấy, chiều ngang là 6,3 phân này, chiều dài là 11 phân 5 này, chiều dài 11 phân 5. Đây là đôi này thì cái đôi mới tinh hôm trước về là 1.850.000. Đấy, nó có hai màu. Còn đôi này là hàng user nhưng mà gần như mới luôn các bác ạ, 1.400.000 thôi, 50.000 cả ship. Cái này đôi này em báo những cái này là những cái này em báo cả ship này. Đấy, bao gồm ship, phí cả phí ship luôn này. Còn cái nào em không bao phí ship thì em sẽ báo với các bác. Đấy là một đôi MKS Streamlex này. Và một tiếp theo là một đôi MKS, cái dòng này là Pronet. Cái dòng này dành cho Touring GT và nó rất là nhẹ. Đấy, cái dòng Prominet này rất nhẹ và trục cũng là trục bạc đạn. Thôi em không dở ra nữa, nó sẽ tốn nhiều thời gian của các bác lắm. Em trục này trục bạc đạn. Đấy, và cái màu nó là màu titan các bác nhá. Cái phần này là màu titan, còn cái thân là thân nhôm. Cái size của nó rất là vừa phải thôi. Cái size của nó cái chiều này nó có 9 phân, 10 phân thôi. Đấy, còn cái nói chung là rất là nhỏ nhắn dành cho xe touring GT bike hoặc xe road các bác chạy cũng được. Đôi này là 1.250.000 bao gồm cả ship các bác nhá. Đôi này đôi mới tinh. Đấy, giá thời điểm này nó tốt hơn rất nhiều so với đợt trước rồi. Bởi vì cái giá yên này cũng vừa phải. Đợt trước thì một đôi Prominet kia khoảng tầm 1.4 triệu. Đấy, còn đôi M7 nó khoảng tầm cũng triệu 3 triệu 4. Thậm chí có thời điểm lên tận 1.5 triệu cơ. Nhưng bây giờ nó về những đôi như này nó chỉ 1.180.000 này các bác này. Đấy, em để cho các bác giao lưu cả ship luôn. Đôi này là cái thân thì màu bạc, đôi M7 thì rất là bền bỉ và dòng rất là trì rồi. Còn cái thân này là màu vàng, tất cả đều made in Japan các bác nhá. Made in Japan hết. Đấy, cái vỏ hộp bề mặt bên này cũng là made in Japan và các cái thông số của hãng này. Đấy, cái MKS thì nó là Mikashima. Đấy, sáng lập từ năm 1946, made in Japan. Đấy, trang chủ mới tất cả các cái nguyên hộp như này. Rất là đẹp, một cái bộ nguyên hộp này rất đẹp, 1.180.000 cả ship luôn. Gần như chưa bao giờ có một cái giá đấy đối với đôi BM7. Em giới thiệu luôn cùng lúc hai đôi M7 luôn. Thì một cái là màu vàng này, thân màu bạc, và một cái là màu thân màu bạc, và một cái bên này là cạnh này là màu xanh. Màu xanh kiểu xanh dương các bác nhá. Rất đẹp luôn. Cái bản này bản màu này màu giới hạn này. Rất hiếm khi có hai cái bản màu này. Còn bình thường nó màu bạc, màu trắng và màu đen thì rất là nhiều. Nhưng hai màu này thì lần đầu tiên bọn em về và cũng rất hiếm khi thấy, cho nên là thấy phát là mua luôn. Và em cũng để cái giá theo kiểu test thôi. Giá giao lưu là 1.180.000 cả ship luôn. Rất yêu với cái giá này. Tốt nhất từ trước đến nay một đôi MKS BM7. Đấy, thì các bác quan tâm thì các bác chụp lại ảnh và gửi cho em cái số Zalo. Đôi này chỉ có một đôi các bác nhé. Mấy cái đôi BM7 màu này chỉ bản giới hạn này chỉ có một đôi thôi. Đấy, bình thường em thấy cũng cái giá cũng có nơi tận 1.7-1.8 một đôi như này đấy các bác ạ. Nhưng mà em mua cùng một lúc rất nhiều đôi và cái giá ship về nó cũng đỡ hơn. Cho nên là mới có giá này. Các bác mà mua đã xác định mua lấy những đôi như này thì nó có một đôi thôi, nên các bác nhắn và các bác em sẽ gửi thông tin chuyển khoản, các bác chốt thì các bác chuyển khoản luôn cọc giúp em. Là các bác lạ thì lần đầu tiên thì cọc 100.000 để bằng tiền ship thôi, hai chiều. Đấy, còn các bác đã mua rồi thì không cần phải cọc, em sẽ gửi luôn và nhắn địa chỉ, chỉ ghi chữ chốt thôi để em biết. Chứ không nhiều lúc có một cái thôi em bán rồi, hoặc là có một bác lấy rồi thì các bác còn lại không còn nữa thì nhiều khi là em cũng rất là xin lỗi các bác, bởi vì nó chỉ về nó có một đôi. Các bác mà hỏi sau không còn hoặc là các bác chần chừ đi tham khảo thì đến lúc mà quay lại nó hết rồi ấy, thì các bác lại trách, thì nhiều khi như vậy thì em cũng rất khó cho em. Cho nên là bởi vì nó nhiều món mà, cho nên em cũng sẽ xin lỗi các bác trước, là các bác nào mà thích thì các bác nhắn tin và chốt báo chốt giúp em. Khi em gửi số tài khoản, nếu các đã mua thì các bác có thể cọc cho em một chút là được. Em gửi, còn các bác đã quen lần thứ hai thì không cần phải cọc, em vẫn gửi ship đi bình thường. Đấy, đấy để rất chia sẻ với tất cả các bác như vậy. Đấy, cái đôi này là đôi stream, nó là stream đây, em MKS này, stream, dòng này dòng stream Japan. Thì cái dòng này Streamlex, Sivan Streamlex, thì cái dòng này cũng là một trong những cái dòng cao cấp nhất dùng trục bạc đạn của thương hiệu MKS. Đấy. Cái giá một đôi màu bạc thì nó là 1.850.000, còn cái đôi này đôi màu đen, cho nên là em để là 1.800.000. Thì tùy theo cái màu và cái yêu thích phù hợp với cái màu xe của các bác thì các bác có thể dùng màu nào đấy. Tất cả đều là made in Japan, một hộp mới tinh như này. Thì đôi này là 1.800.000. Lần đầu tiên có một đôi Streamlex mà giá như này đấy các bác ạ. Bình thường nó toàn trên 2 triệu, 2 triệu 2 triệu 2 2 triệu 3. À, đôi 17 này em vừa giới thiệu rồi.
Và đôi này là đôi MKS FD7. Đấy. Cái đôi FD7 này thì có thể là kéo và rút ra để nó tiết kiệm được cái khoảng không gian khi mà mình đỗ xe đều được các bác nhá. Nó rất là tiện. Các bác có thể quan tâm cái dòng BM7 này, FD7 này, các bác có thể search qua một chút trên YouTube hoặc là bên Japan để xem cái tính năng, với lại họ sẽ giới thiệu chi tiết. Nhưng mà đôi này là một trong những đôi rất là đắt tiền các bác ạ, FD7 các bác nhé. Các bác chơi, đặc biệt là những bác chơi xe gấp đấy, đa hông hoặc các là proton hoặc các bác xe gấp thì rất yêu thích cái dòng này. Còn các bác touring và đốt thì cũng đều lắp bình thường cả, ok, không có sao cả. Đấy, dòng nhôm trắng này CNC và cái trục của nó thì rất là mượt luôn. Đấy, một đôi như này là 1.350.000 các bác ạ. Đấy, còn bình thường nó toàn 1.000.000, 1.500.000, 1.700.000 một đôi. Đấy, còn bây giờ là về là 1.350.000, cũng lần đầu tiên có một cái giá tốt như thế này. Đấy, thì mà các bác mà là yêu đôi này thì đừng bỏ lỡ, bởi vì cái đôi đấy là đôi hiếm lắm, hiếm khi mua được luôn các bác ạ. Bọn em săn mãi đấy. Cái đôi này là một đôi pedal bạc đạn, nó giống hệt cái đôi của BNC, nhưng mà đôi này là của thương hiệu đây UFO. Thì cái mã của nó là PD và M001. Cái này em mua bên nội địa Nhật và nó kiểu như là dòng này nó sản xuất cho thằng BNC thì phải, bởi vì tất cả là màu xanh ngọc và em thấy nó lạ, đẹp quá em mua. Trục này, trục bạc đạn nó rất là mượt. Hôm qua em cũng đã khui thùng, em đã kiểm tra chi tiết rồi. Đây này, trục của nó thì là trục bạc đạn nó rất là mượt. Đấy, nó rất là mượt luôn và quay nó không có cảm giác tiếng luôn. Đấy, êm ru. Đấy, và cái màu xanh ngọc và cái thân nhôm. Cái size của nó là rất nhẹ nhàng vừa phải, size này yêu này. Chiều ngang của nó là có 5,4 phân thôi. Đấy, còn chiều dài của nó là có 9 phân rưỡi. Đấy, 9 phân rưỡi. Nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Đấy, đôi này là một đôi mới tinh em mua để test thôi. Gọi là để giao lưu với các bác gần như giá về để xem trải nghiệm thôi. Đấy, các bác dùng đôi này thì có thể có những cái phản hồi ý kiến giúp em. Đấy, nếu mà ok thì lần sau em sẽ mua thêm về. Còn cái đôi mà nó có dập chìm chữ bình chì ở đây thì mới tinh của nó 2 triệu mấy, gần 3 triệu một đôi cơ. Nó hơi bị đắt. Nhưng đôi này em thấy mua giá cũng rất là ok, thì em mua về test. Và nó trục bạc đạn nên là rất là thích. Và nó có cả cái phản quang, 4 miếng phản quang theo này, hai cái ốc dự phòng để trường hợp các bác để đặt chân ấy thì nó sẽ bám ma sát ấy, thì nó có hai cái ốc như vậy. Cái này em để cả giá cả ship nhé, là 680.000 để giao lưu với các bác cái một cái bộ như này. Đấy là ba cái xong cái phần pedal. Bây giờ em sẽ đi một loạt chân trống này, xong rồi em đi xem bên kia. Đấy, chân trống em cũng sẽ mua được hai cái chân trống này. Đấy. Cái chân trống này là chân trống nhôm mà dùng để bắt vào cái phần này, để bắt vào ti. Đây là em cái này mới, cả hai cái đều mới tinh nhé, một cái em bóc cái từ bóng đó thôi. Cái này là giá là 790.000 này, chân trống nhôm và nó có mức điều chỉnh các cái cao thấp ở đây. Đây, các cái khớp ở chỗ này đều có điều chỉnh được các bác nhé. Đây, nó có các cái khớp này thì mình có thể vặn cái này điều chỉnh mức dài ngắn là được các bác nhé. Đấy, nó có cái nấc này khắc cùng phát này. Thì các bác xoay theo chiều này điều chỉnh cộng trừ này, cộng trừ cái phần chiều dài để phù hợp với cái xe của mình, độ ngả. Đấy, còn lại cái chân chống nhôm này thì sẽ bắt luôn vào cái trục ti bật phía đằng sau các bác nhá. Đây, bắt luôn vào cái trục ti bật phía đằng sau. Và cũng cái phần bên này nó cũng có một cái khớp nhôm để điều chỉnh cái góc của cái chân chống ở chỗ này. Đấy, các bác có thể để nguyên hoặc các bác có thể tháo ra cũng được. Đấy, còn cái này úp thẳng vào cái ti bật. Thì các bác chơi xe đốt thì không muốn lắp chân chống vào cái càng. Nếu xe các bác là càng carbon thì cũng lo ngại cái việc mà ép vào càng carbon thì nó mình lo lắng thôi, thì mình không thích. Dùng cái chân chống 2 điểm thì các bác dùng những chân chống như này. Em về được cả 4 cái Minora và 2 cái UFO này. Đấy, thì các bác có thể trải nghiệm cái này giúp em. Cái này em mua mới tinh bên Nhật về mà giá nó chỉ có 790.000 thôi, để giao lưu các bác. Cái giá này là giá cả ship. Đây, mã số với tất cả các thông tin của cái chân chống này ở đây các bác nhá. Còn made in thì cái này là made in Taiwan. Đấy, nhưng cái này em mua ở bên nội địa Nhật về. Thì hai cái này được hai cái mới tinh, màu xanh ngọc đặc trưng Binchi luôn. Nếu các bác đi Binchi thì các bác nên thử một cái để sơ cua cũng được, để đấy dùng khi cần thì dùng. Đấy. Ngoài ra chân đây em sẽ bốn cái chân trống kiểu như bắt vào ti bật luôn nhá. Ti bật đằng sau luôn để các bác xem này. Đấy, có bốn cái của Minora. Đấy, thì sẽ có hai cái là nó sẽ có hai loại. Đây. Cái hai cái loại bắt thì nó có cái này, nó có cái ngàm mở này. Đấy, nó có cái chỗ hở đây này các bác này, nó có chỗ hở này thì các bác chỉ cần mở cái bửa cái kẹp của cái ti bật thôi là mình có thể lắp cái này vào, nó rất là tiện và không cần phải tháo ti bật luôn.
Đấy, nhưng mà cái này thì là phải tháo này, cái này phải tháo tí bật trong sỏ vào đây. Đấy, thì bắt đầu mới xong mới ép lại và bóp cái tí bật vào thì nó mới vào được. Tất cả các cái dòng dòng này là của thương hiệu là Minora các bác nhá. Thằng Minora thì tất cả các cái sản phẩm của nó thì gần như là đều là made in Japan. Đấy, nhưng mà ví dụ như là một số cái model mới nhất năm 2024, ví dụ như là cái chân trống chẳng hạn, cái chân trống cài để dựng xe ấy, thì những cái đời mới này thì họ đều đặt tại made in China, nhưng mà tất cả hàng của họ đều vào Nhật hết. Đấy, và hàng vào nội địa Nhật thì cái tiêu chuẩn của nó rất là ok. Đây này, người ta cũng ghi luôn thông số là cái này, cái gam của nó là có 156g thôi các bác nhé, rất là nhẹ. Đấy, 156g, tức là chân trống nhôm. Và cái dành cho bánh này, size bánh từ 700x23C đến 28C các bác nhé. Đây, cái này là từ 723 đến 28C. Đấy, còn bánh 26 em nghĩ là cái này không dùng được. Bánh 700, bánh 723 và 26, 723, 28C, 156g. Đấy, made in Japan. Đây, made in Japan ở trên tem và made in Japan ở trên cả cái cần luôn. Cái này lò xo của nó rất là khỏe và chắc chắn. Họ cái hình ảnh bên đằng sau họ cũng có hướng dẫn luôn cả các cái nắp này. Tất cả bằng tiếng Nhật hết, lắp vào như thế nào đây này. Đấy, ở cái trục xe này, họ sẽ hướng dẫn luôn này các bác này. Đấy, họ sẽ hướng dẫn luôn này. Đấy, bắt vào cái tí bật này như này, xây các bác xỏ vào thế này, ép cái tí bật phát thế là xong. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy, thì cái này giá của nó là 830.000 một cái mới tinh này, cả ship các bác nhá. Em mua test thôi, mấy cái này em mua test xem là nhu cầu của bác nhà thôi thì em sẽ mua tiếp, nhưng mà lần sau thì chắc chắn một điều là có thể giá sẽ cao hơn. Nó sẽ cao hơn 830.000, bởi vì là em mua lẻ thì nó sẽ rất là đắt. Đây em mua cùng lúc và cái đợt này là mua để test thôi, cho nên là để giao lưu với các bác giá như vậy. Cái này là một cái chân trống mới tinh. Hôm qua em có nhầm một cái, thì là có một cái cũ ấy, thì là có giá của nó có hơn 600 thôi, 650.000 một cái cũ, nhưng mà cái zin nhà em dán thì dán nhầm giá với cái, hoặc là em sẽ nhầm giá so với cái mới tinh này. Thì em báo lại luôn với các bác nhé, cái mới tinh này là của thương hiệu đây. Cái này của Bazooka, made in Taiwan. Nó là TAK 21, mã của nó giá là 830k mới tinh. Đấy, bên nguyên hộp này có các cái miếng đệm, và cái này trên chống nhôm cũng có cái phần điều chỉnh góc ngả của xe và độ cao thấp của cái chân trống, tất cả là nhôm. Cái này là chân trống nhôm 2 điểm. Đấy, về độ nhẹ thì em nghĩ nó cũng rất nhẹ, chắc quanh hơn chắc quanh 200g một chút xíu thôi. Đấy, rất là nhẹ. Thì cái này 830.000 các bác nhé. Đấy, các cái thông số về hướng dẫn tất cả đều là tiếng Nhật này. Đây, website TAK321 này, website đây. Đấy, và cái thông số của nó đây thì em để ra đây. Một cái màu đen này, một cái màu trắng này. Cái màu trắng này thì thương hiệu đây, Stan. Và cái này made in thì cũng đều là made in Taiwan. Đấy, cái này cho chống nhôm 2 điểm. Đấy, cái này thì nhôm nguyên màu nhôm luôn. Đấy, cũng có vặn được các cái điều chỉnh cao thấp. Đấy, cái này cũng là 830k các bác nhé, chân chống 2 điểm nhôm. Nói chung là dùng cái hàng Nhật này thì miễn bàn luôn. Cái phần này mà cái chân trống cũ ấy, em mua hàng lướt thì loanh quanh về nó cũng quanh 650 đến 700. Thế còn cái này mới tinh thì em mua đắt hơn một tí, thì có thêm mấy chục nghìn thôi, 830.000. Đấy, cái này cũng vậy, cái này của ghi thương hiệu Giza cũng 830k, cũng là chân trống nhôm 2 điểm, hàng mới tinh. Đấy, cái này còn người ta không có cái dây bóng ở bên ngoài cho nên nó sẽ có một vài cái bụi thôi. Thì cái đấy này lau qua phát là lại bóng sáng mới thôi, nhưng nó rất là nhẹ các bác ạ. Nó chỉ quanh 200-220g thì đấy thôi. Cái điều chỉnh tháo mở nhanh của nó mượt lắm. Đấy các bác nhìn này. Đấy, xoay mức cấp độ dài ngắn rất là tiện luôn. Đấy, 830k một cái này. Có 3 cái thôi. Đấy các bác lấy cái nào thì cái này em bao ship luôn các bác nhá. 3 cái chân trống này, 4 là tất cả cái đồ chân trống này em bao ship. Và tất cả các sản phẩm đa phần là em bao ship hết, chỉ có mỗi cái bình nước thôi. Thì là tí nữa em sẽ báo chi tiết. Đây em sẽ báo luôn cái bình nước này để các bác xem nhá. Đấy em về được cái này em chỉ lấy ví dụ để quay cho các bác thấy nhá. Có 5 cái bình nước của thương hiệu Airline. Đấy, 5 cái bình nước của thương hiệu Airline. Đây, Protein. Và cái này là của nó là 550ml các bác, 550ml. Made in là HR. Là của made in của Croatia các bác nhá. Nói chung là hàng chính hãng này, và cái này thương hiệu này, Italia này. Đấy, Airline này cái thương hiệu của Ý. Và nó cái dòng này thiết kế cho đội đua này, chuyên nghiệp luôn này, Pro Team này. Đấy thì cái này là giá hôm qua em dán đây. Đây cái này dán đấy. Là cái này là 330.000 nhưng mà chưa có phí ship các nhá. Các bác ở đâu thì có thể cộng cho em là 20.000 hoặc 2 nhau, hay đại khái khoảng 2 đến 30.000 tiền ship.
nó vào 330, 360.000 hoặc 350.000 gì đó, tùy theo địa điểm ship. Đấy, còn các bác qua nhà thì em sẽ để với cái giá là 330.000 một cái bình này, 550 ml. Rất là rẻ luôn các bác ạ. Cái nhựa của nó thì nhựa xịn sò luôn, bởi vì là cái hàng này hàng hiệu mà, hàng airline, hàng của Ý mà. Và made in Croatia, nó sản xuất châu Âu luôn. Cho nên là cái dòng này em mua về mua đấu giá cùng lúc luôn cả mấy bình liền, cho nên là cái phí ship của nó đỡ đi, cho nên mới có giá như vậy. Thì rất mong được giao lưu với các bác. Tất cả là đều là bình mới chưa qua sử dụng, một cái bốn cái màu đỏ và một cái màu xanh. Ngoài ra bình B&G này. Bình B&G thì em về được 3 bình. Một cái bình là bình mới tinh. Bình này là bình 650 ml. Đấy, 650cc này. Và cái bình mới tinh này thì giá của nó đây là 1.650 yên, chưa phí ship, cộng với 600 yên tiền phí ship nội địa ở Nhật. Cái này em để là 580.000 các bác nhé, một cái bình mới tinh như này. Đấy, nhựa của nó thì cực kỳ chắc chắn và bền. Cũng chia sẻ với các bác luôn là cái bình này là em mua ở store và nó là hàng mới tinh năm 2024. Giá của nó là 1.650 yên. Đấy, và cái bình này made in là made in, em xem ở dưới gầm này là made in, dưới đáy là made in China, nhưng là hàng chính hãng bên Nhật. Đấy, giá của nó như vậy. Còn model cũ thì thương hiệu B&G họ lại để made in Taiwan. Đây này, ví dụ như cái model cách đây 1-2 năm thì người ta để made in Taiwan, nhưng cái này vẫn là một hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Đấy, cái này 580k cũng như nhau, giá tiền như nhau, thậm chí cái này có những thời điểm em mua còn đắt hơn rất là nhiều so với cái mẫu mới luôn. Đấy, 580k. Cái này bình này thì em để cái bình này xa, cái này là 650, còn cái này là 550 ml, nó thấp hơn một tí thôi, nó nhẹ hơn. Đấy, cái này là made in Hungary, cái này made in Hungary quá nhá. Đấy, made in Hungary này, không biết nhìn qua cái camera các bác có nhìn rõ không, nhưng mà nó là made in Hungary. Và cái giá của cái này là 550k, có 3 bình thôi ạ. Đấy, em sẽ để đây để các bác nhìn xem. Túi thì em có về được một vài cái túi này. Túi này là túi của thương hiệu Topper. Giá của nó là 650.000. Cái này là Topper, nhưng mà cái này bắt luôn vào, nó có một cái pad nhựa bắt vào cái cọc yên. Bắt vào cái xương yên, tháo mở nhanh rất là dễ, tháo mở nhanh, các bác có thể tháo cái túi ra rất là dễ. Đấy, còn cái này thì bắt vào cái cọc yên, và cái phía bên này có thương hiệu Topper và có cái miếng này rất đệm, rất là êm. Khóa này. Đấy, khóa rất là mượt luôn, và bên trong là màu vàng, có giấy tờ hướng dẫn thông số và các cái chỗ để cài tun lục giác, tất cả các thứ là có hết đầy đủ. Cái size của nó cũng rất vừa phải, cái này em không nhầm thì nó là size M, thì cái nó khoảng tầm 1.3 lít. Đấy, còn cái phía bên này cũng đựng xăm, đựng áo mưa. Đấy, một cái khoảng trống rất là ok này. Đấy, cái size của nó cũng rất là vừa phải thôi. Cái size ngang các bác nhá, cái size ngang của nó là 12 phân size ngang. Đấy, còn cái size tầm này chéo này, bên cạnh này là 18 phân các bác nhá. Đấy, em đo ở giữa là 18 phân để các bác dễ hình dung này. Đấy, size của nó sẽ tương đương với tầm size M đấy. Đấy, cái này là cái đồ này, cái này đều phản quang nhá, thương hiệu Topper này. Và cái phần này, miếng vải này, vải phản quang này, cái khóa dây, khu dây ở khóa đều là phản quang hết này. Đấy, tháo mở nhanh thì cái khóa của nó rất là mượt. Nói chung là hàng này, cái này mới tinh, giá có 650.000 thôi. Đấy, cái này thì cả tem bill của nó đây này. Đây nha các bác nhá, cái túi Topper này. Đấy, cả cái bill của nó này tiếng Nhật này. Đấy, nó đầy đủ như này, một cái thông số như này. Cái này là mới tinh chưa qua sử dụng, nó kèm luôn theo. Nhưng chắc gửi cho em cũng không gửi gì cho bác cái kia đâu. Ngoài ra một số cái yên này, một số cái túi cọc yên. Thì đầu tiên đấy là cái túi Topper này, bây giờ em sẽ giới thiệu một vài cái túi B&G. Túi B&G thì em về được hai cái mới, em chỉ giới thiệu một cái đấy nhá. Cái này là giá là 830.000 cả ship này. Túi này túi mới yên. Túi mới tinh, túi cọc yên. Và đây, cái giá của nó các bác có thể xem luôn giá ở trên bill, ở trên cái này luôn giúp em nhé. 4.000 yên, nó 3.960 yên, gọi là 4.000 yên. Đấy, mua bên Nhật nó đã gần 800 rồi. Thì cái này cả ship nội địa mới ship về đây em bán giao lưu cả ship Việt Nam luôn là 830k này. Em mua cùng một lúc rất nhiều thứ, cho nên là cái phí ship bên Nhật nó rẻ hơn một chút thôi. Còn có hai cái mới tinh và hai cái hàng nước. Hàng nước nhưng mà về nhìn hình thức thì cũng như mới luôn các bác ạ. Đấy, nhưng mà giá em về để cho các bác là có 750k thôi, cả ship luôn. Đấy, thì các bác cái này là 750k này, còn cái này còn là 700, cái này là 700.000 thôi. Đấy, cái này thì nó cũng không, hình thức cũng không khác gì nhau đâu, nhưng mà em mua cái này thì vấn đề là em mua lúc em mua cái này thì cái người bán người ta để mình giá rẻ hơn cái kia.
cho nên nó chênh nhau một tí, còn về hình thức thì cũng không khác nhau, là độ mới không khác nhau, nó rất đẹp, cũng gần như mới thôi đấy. Thế nhưng mà em mua được rẻ hơn cái này thì em bán cái này, bác nào đấy thì bác nhắn, bởi vì là chứ còn không các bác lại bảo là tại sao nó giống hệt nhau mà không lấy bằng giá đi, nhưng mà có những cái em mua được giá rẻ thì em phải để rẻ thôi, cũng không sao cả, cái đấy thì tùy theo các bác suy nghĩ đấy. Là còn em thì em thấy cũng thoải mái thôi, mình mua được cái nào mà giá tốt thì em sẽ để cho các bác giá tốt nhất cho các bác chơi, bởi vì em cũng chơi thì có những cái em cũng phải mua rất là đắt và có cái em lại mua được rẻ thì cũng tùy theo thôi. Và về được một cái mũ này, một cái mũ này của thương hiệu là SH cộng đấy, SH cộng này, made in là made in Italia luôn đấy. Cái khóa của nó thì khóa của nó cực thích luôn, rất là kêu mượt và nảy chắc chắn. Còn mũ thì rất là nhẹ, cái mũ made in sản xuất tại Ý này đấy, nó màu trắng và màu đen. Màu đen là chính và lai, các lai màu trắng và cái thương hiệu SH cộng màu cờ Ý đây, made in Italia. Một cái mũ này mới tinh nhưng mà cái hộp chủ người Nhật không gửi, bởi vì họ bảo là gửi cái hộp thêm thì nó sẽ mất thêm 100.000, bởi vì cái hộp nó to lắm, cái size hộp ấy. Thì có khi là họ không gửi, cho nên là em bảo ok chả sao cả. Thế lúc về thì em cũng đinh ninh là có hộp ấy, nhưng mà họ lại gửi không hộp. Cái này 1.650.000 các bác nhá. Còn bình thường của nó nếu mua không phải mua kiểu đấu giá nha, mà ở ngoài thì cái này gần 3 triệu một cái mũ như này đấy, SH cộng này. Có những cái nó 20 gần 20.000 yên cái mũ này. Made in Italia, nó có cả bộ sơ cua luôn, cái bộ đệm các nhá. Họ để nguyên, họ gửi vào cái hướng dẫn các cái thông số giấy tờ của SH cộng này đầy đủ các bác nhá. Sabili. Đấy 100% made in Italia. Đây, cái này size thì họ cũng ghi đây. Made in Italia này. Và cái size của nó là size S trên L. Vòng đầu là 55-60 các bác nhá. Các bác để ý cho em cái thông số ạ. 55-60 S trên L size. Đấy thì các bác vừa size thì các bác đội nó mới thích hợp được, chứ còn các bác mà không vừa size thì không nên mua các bác nhá. Đấy thì các bác cái thông số của hãng họ ra như vậy thì các bác nếu mà vừa thì các bác ấy, nó rất là nhẹ. Mũ xịn sò. Nói chung là hàng hiệu. Mà giá có hơn 1 triệu. Cái này có khi bằng cái giá mua cũ các bác ạ. Đấy là đến mũ bảo hiểm này. Em dịch cái camera sang bên này. Đồ pin chi này thì có về một vài cái túi luôn này. Em chỉ bóc một cái ra thôi, còn cái mới tinh nó như thế này. Nó trong cái túi dây bóng như này. Đấy, bóc một cái ra thì em về được 3 cái hộp đựng đồ. Cái này là hộp đựng đồ. Thì cái này là của thương hiệu pin chi và cái vân là vân carbon. Cái hàng này hàng mới tinh. Đấy, tem mác bên Nhật và tem hướng dẫn sử dụng tiếng Nhật đầy đủ các bác nhé. Hàng mới tinh đấy, đây chữ bình chi đây, và họ cũng hình như đây họ cũng ghi giá luôn đây này, 1.650 yên chưa vận chuyển, chưa vi ship này. Đấy, vân carbon rất đẹp và cờ Ý, like các cái ở trên khóa là cờ Ý. Em mở ra luôn để các bác cùng xem bên trong nhá. Đấy, bên trong của nó sẽ có cái phần chắn này để đồ này, các bác để bơm hoặc là CO2 hoặc là tun tiếc lục giác ok, xăm hoặc áo mưa nhỏ ok các bác nhá. Cái size này sẽ vừa khít mấy cái cọc cái gọng bình nước các bác nhá. Đấy, giá của nó là 580.000 cả ship luôn đây này. Đấy. Ba cái như này, hai cái màu đen và một cái màu xanh navy. Cái này màu kiểu như màu tím than đấy các bác nhá, kiểu màu navy. Đấy thì các bác mua cái nào thì các bác nhắn giúp em là màu nhá. Đấy, bởi cái này có một cái thôi cho nên nếu mà hết thì hôm sau các bác nhắn em. Cũng rất mong chia sẻ với các bác một chút là có những cái đồ này thì có những món thì nó về có một cái thôi, em mua được đấu giá là một cái. Thì nếu trong trường hợp mà ví dụ bác nào mua rồi thì các bác sau cũng thích cái đấy chẳng hạn thì nó không còn, thì thành thật là người mà bán hàng thì cũng rất mong muốn mình có nhiều hàng để bán cho các bác. Đấy, bởi vì bán được hàng thì em là có công. Thế nhưng mà nhiều khi nó không có để sẵn để mua được, và mua ở ngoài store với cái giá thì nó sẽ rất là cao. Chính vì vậy mà nếu mà trong trường hết thì các bác cứ nhắn qua Zalo giúp em, thì các bác bảo anh bác đặt một cái này, hôm nào có thì về em sẽ gửi cho các bác, thì như vậy nó sẽ rất là tiện. Đấy, cũng rất mong chia sẻ với các bác như vậy. Ba cái hộp đựng đồ này và hai cái đồng hồ. Cái đồng hồ cắt ai. Đấy, micro wireless, cái mã số của nó là mã số của nó đây. Đây, cái mã số của nó là model này, CCMC200WK các bác nhé. Đấy, cái mã số của nó và cái tất cả hai cái này nó là màu xanh ngọc, đặc trưng của B&G. Nó dành cho B&G mà, cho nên là em mua luôn để phục vụ các bác chơi B&G. Còn các bác chơi xe khác thì cũng đều dùng được luôn.
Cái này là màu xanh ngọc này. Và cái đồng hồ này là dùng bằng phát Bluetooth. Đấy, nó có bộ đếm đây. Xung quanh viền là chữ Cat Eye này, rất đẹp luôn. Chữ Cat Eye này họ thiết kế cũng là cái thân đằng sau dưới gầm cũng đều, tất cả đều màu xanh ngọc hết các bác nhá. Khi mà lắp lên xe nó đẹp lắm. Nếu đặt trên con bin chi màu xanh ngọc nó đẹp lắm. Đấy, viền xung quanh nó ông ánh màu bạc và nó có chữ Cat Eye màu xanh và dưới đáy cũng như là phía trên mặt đều là màu xanh. Đây này, dưới đáy này cũng đều là màu xanh các bác nhá. Đấy, đều là màu xanh hết này. Và cái hàng này là made in Japan, tất cả bằng tiếng Nhật này. Đấy, cái Cat Eye đời mới thì nghĩa là nó tùy theo model thôi các bạn. Có những phiên bản nó là made in China và made in Taiwan. Đấy, nhưng mà cái bản này thì là bản made in Japan. Còn tất cả nó đều là hàng nội địa Nhật thôi, cũng chả sao cả, made in nào nó vấn đề là vào nội địa Nhật thì nó yên tâm, mình yên tâm về chất lượng thôi. Đấy, đây em tìm cái made in đây nha các bác nhá. Đây, made in nó ghi đằng sau cái thân hộp này, made in Japan. Đấy. Trong cái bộ này nó có cả luôn này, cả cái bộ đếm giờ và cái nâm châm này thì nó cho kèm trong hộp này. Về các bác lắp thì các bác có thể hướng, các bác đọc cái search cái hướng dẫn cài đặt và lắp đặt ban đầu ở trên YouTube giúp em. Em dở ra và từng giới thiệu chi tiết thì nó sẽ tốn thời gian của các bác lắm. Về được hai cái bơm mới tinh. Đấy, bơm này thì các bác để luôn ở trong cái hộp của cái đựng đồ này thì ok này. Cái pad này các bác có thể gắn luôn lên trên cái gọng bình nước, cùng cả gọng bình nước luôn được bên cạnh. Đấy, cùng pad này nó rất là tiện, cùng lúc cả hộp đựng đồ này hoặc là cả bình nước này, cả gọng nước và cả cái bơm này đều cùng trên một cái lỗ ở trên cái khung ngang được và khung đứng được các bác nhé. Đấy, nó rất là tiện. Hàng này họ kèm theo cả một cái dây để giữ bơm và một cái hai cái ốc. Đấy, hàng mới tinh. Đây giá của nó đây các bác này, giá bên Nhật là 4.230 yên. Đấy, 290 yên thì gọi là 4.300. Đấy, giá là 1.200.000 cả ship. Em về được có hai cái thôi. Đấy, bác nào lấy thì nhắn giúp em. Cái bơm bin chi này thì bơm van gạo các bác nhá. Đây, cái đầu nó có cái nắp chụp đây, mở ra xong gạt lên thôi. Bơm van gạo. Van còn các van khác thì các bác sẽ tìm hiểu cái van khác. Đấy, mấy cái bộ tun này, có một cái cắt xích của Topper 390.000. Cái này thì vặn bên phía bên này để đột xích thì các bác phải dùng lục giác để vặn. Đấy, nó không kèm cái lục giác. Còn nếu các bác chơi thì các bác sẽ mua cùng chơi cùng một bộ như này này. Đấy, thì nó sẽ dùng cái lục giác này này. Đây, em ví dụ luôn các bác xem. Đấy, dùng cái lục giác này để các bác vặn xích vào thì ok này. Đấy. Bởi vì chơi các đồ này nó phải đồng bộ với nhau. Đấy, thì cái này 390.000. Còn một bộ này là chỉ có 410.000 thôi. Hôm trước em có về vài bộ và giá của nó tận 490-500.000 một bộ. Đấy, nhưng mà hôm nay mua được rẻ hơn. Thì bộ này là 410.000, nó có cả cái túi đựng này. Đấy, 410.000. Cái bộ này thì nó có rất nhiều tính năng. Đây, em thấy 9 tính năng luôn các bác nhá. Mini, bộ này cái size của nó size mini 4 tính năng, 9 tính năng. Đấy, các cái đầu lục giác đây. Hoa thị và bốn cạnh và lục giác, từ lục giác 3.5 này, 4 này. Đấy. 5 này, 6 này. Đấy, và cái to này, cái nhỏ này. Đấy, nó đầy đủ để các bác dùng trên cái xe đạp. Đấy, thì em cái này 410.000 mà có hai bộ này luôn. Hai bộ này thì giá rẻ hơn một chút. Bộ này mới tinh này là 400k này, bộ Topper này, cái này rất là, cái này size nó dài hơn cái kia một tí. Đấy, cái này có 8 2 4 6 7 7 tính năng. Đấy. Bộ Topper này. Nói chung là cái đồ hàng hiệu này thì quan trọng nhất là lúc mà lắp bắt các cái ốc lục giác ở bên mình ấy, ở trên xe xịn sò của mình ấy, thì nó không bị tòe ốc. Bởi vì cái đồ này là cái đồ ngon. Đấy, chứ còn mua mấy cái đồ rẻ tiền mấy chục nghìn thì bắt có khi nó vào nó xước hết ốc của mình ra. Đấy, một bộ này là các bác để ý nhé. Đây, bộ bác Topper này là 400.000 này, mới tinh này. Bộ này đã qua sử dụng là 380.000, cũng gần như mới thôi, nhưng mà em mua đã qua sử dụng. Đấy, thì cái này bộ này 380.000. Thì nó cũng có 3 tính năng này, 7 chức năng. Đấy. Đấy, Topper. Hàng Topper để dùng miễn bàn luôn. Cái này 180.000 có hai cái này cũng của Topper. Đấy. Dùng để nậy lốp, và cái này cái nhựa của nó thì nó không bị xước cái vành của mình khi mà mình thay xăm hoặc là thay lốp hoặc là vá xăm, nó rất là tiện. Cái này để trong cái túi cọc yên hoặc là cái hộp đựng đồ được ok các bác. Đấy, cái này 180.000 về đây.
mấy cái nhỏ nhỏ này. Ngoài ra ở đây cái pad của BNG, cái pad này pad bắt vào cái gọng ở cái ghi đông. Đấy, còn cái phần này nhô ra thì chúng ta có thể bắt được hai, ít nhất là hai món, là có thể đèn đấy, hoặc là chuông hoặc là đồng hồ, đại khái là cái pad đồng hồ tùy theo mình thôi. Các bác lắp cái gì cũng được. Đấy, đèn cảnh báo hoặc là phản quang. Đấy, cái này là carbon nhé các bác nhá. Cái này là cái phía bên này là carbon này, còn cái này là thân bi chữ BNG rất đẹp luôn. Cái này em định em thấy đẹp và em mua về để đấy thôi, để dùng. Đấy, nhưng mà cái xe rốt thì em lắp đèn khác cho nên em không dùng cái này. Thì nếu mà các bác không lấy thì em cứ để hôm nào em chơi sau cũng được. Đấy, vì những cái đồ này nhiều khi em thấy đẹp và mình mua với cái mục đích là mình cũng giao lưu và dùng. Đấy, ví dụ các bác thích thì em sẽ để lại giao lưu, còn không thì em hãy để lại, em để dự phòng ấy. Trong trường hợp mình muốn chơi những cái đèn khác thì mình phải dùng cái này. Thế cho nên em cứ mua sẵn như vậy thôi. Đấy, cái gì mà để chơi thì em báo để chơi, còn cái này thì em để chơi cũng được và giao lưu với các bác cũng được. Giá của nó 550k. Đấy, cho nên là giá rất là tốt luôn. Nhiều khi bằng đúng bằng cốc cà phê về luôn. Đây. Một đến sang tay nắm các bác nhá. Sang tay nắm thì đây là một đôi tay nắm Edelwon, cái bản này là bản GS2. Đấy, cái này đã qua sử dụng rồi thì nó cũng có cái vết xước, cảm giác là đã qua sử dụng thì cái bên phía bên tay trái này, phía bên tay phải em thấy có xước nhỏ nhỏ này. Đấy, cái nhựa bên cạnh này chắc là dựng xe thôi, rất nhỏ thôi. Đấy, còn lại thì tổng quan thì cái đôi này gần như mới luôn. Đấy, rất đẹp. Nó là cái bản này là bản S cho nên là nó là size nhỏ nhỏ thôi. Đây, nó là GS2. Đấy, thì các bác mà tay vừa phải là dùng cái này, còn sau này các bác có những bác tay to hơn thì các bác có thể dùng cái tay size L. Đấy, nó chỉ có hai size thôi, S và L thôi. Đấy, đây thì cái tay nắm này có tay nắm sừng, nếu mà giá mới tinh của nó khoảng tầm 1,6-1,7 triệu đấy các bác ạ. Đấy, cái này em mua hàng lướt thì cái này giá của nó về chỉ có 1,030,000 thôi, giá rất ok để giao lưu với các bác, cả ship nhé, cả ship là 1,030,000 một đôi Edelgold. Đấy, ngoài ra thì Edelgold em cũng về vài cái Edelgold em giới thiệu luôn cùng một lúc này. Edelgold nó sẽ có cái bản mà không có tay nắm sừng, nó là GP1. Đấy, chữ S hoặc L nó là size của cái tay nắm. Đấy, S là ở mức độ vừa phải. Đấy, còn các bác tay to hoặc là ngón tay dài thì có thể dùng L. Đấy, còn cái size ngang của nó là như nhau. Đấy, chỉ có cái độ dày lên đây này, cái độ to lên của cái tay cầm ấy thì nó sẽ là SL, nó sẽ cao hơn một chút. Nó sẽ to ra hơn một chút thôi. Đấy, cái đôi này là hôm trước em về rất là nhiều, một vài đôi rồi các bác lấy hết sạch và rất nhiều bác đặt cũng không có hàng luôn. Cái này em phải đấu giá thì nó thì phải đấu một cái giá nó cao, và ra store mua thì giá của nó đắt hơn mình đấu giá rất là nhiều. Đấy, logo cờ Ý này, cờ Đức này, Germany này. Thì cái này là giá là 1,250,000 các bác nhé, một cái đôi mới tinh GP1S này. Đấy, thân là màu đen và màu bạc này, còn cái phần ốc bắt này là màu bạc này. Đấy, logo của Edelgold này. Đấy, một đôi mới tinh này em về được hai đôi S này, em chỉ giới thiệu một cái thôi nha các bác nhé. Đây, cái này thì bóc rồi, hai đôi màu này và một đôi màu đỏ, ba đôi GP1S. Đấy, bên cái này họ để ra một bên là một cái này này, và phía bên trong cái hộp này các bác nhé, phía bên trong này các bác bóc ra thì nó là một cái mới tinh. Đấy, cái full box nó như này. Đấy, hai cái và một cái màu đỏ cũng là GP1S, cũng là GP1S. Đấy, thì có hai cái màu, một cái màu đen bạc và một cái màu đỏ đen. Thì cái này màu rất là yêu, em rất thích cái đôi này luôn. Thế nhưng mà tùy thuộc vào cái phù hợp màu thôi. Thì cái này do là màu đỏ cho nên là có thể nó sẽ ít người chuộng hơn, nhưng mà thực sự dùng rất là thích luôn các bác ạ. Em rất thích màu này, nhưng mà em đang chạy con rốt cho nên là không ngay. Còn hôm tới thì em chuyển sang tay ngang lại, là hoặc tay ngang kia em có một cái đôi tay nắm khác rồi. Thì cái này em sẽ để là 1,200,000 giao lưu với các bác nhé. Một đôi màu đỏ này rẻ hơn được 50,000 luôn đấy. Nếu mà cả ship nữa thì rẻ hơn được 80,000. Đây có hai đôi này, GP3 nhá. Vừa kia là đôi GP2, còn cái này GP3. GP3 thì cái này nó dài hơn này, cái phần tay nghỉ, tay sừng này nó dài hơn các bác nhá. Và nó cũng đắt tiền hơn, bởi vì là cái size L thì nó nặng hơn cái size S. Đấy, thì cái chỗ cầm này thì nó đầm hơn một tí. Đấy, nó to hơn, nó nặng hơn, nó đầm hơn một tí, nó rộng hơn một chút. Thì các bác tùy theo cái size tay. Thì cái bản này là 1,350,000. Đấy, đợt trước em mua hộ khách một vài đôi này là toàn 1,700,000. Đấy, một đôi như này, GP3. Đấy, còn cái này đôi này bây giờ về thời điểm này yên nó cũng xuống thì là 1,350,000 một đôi mới tinh full box này. Cái này cầm thì nó có cái phần bảo vệ tay rất là thích luôn. Đấy, nguyên hộp như này.
thì có hai đôi, một đôi là size L này, cái này là GP3L, còn cái này là GP3S. Em mua bên Nhật nó cũng phí ship nó cũng rẻ hơn một chút xíu, thì này cái này 1.300.000 thôi, còn cái kia là 1.350.000. Đấy, cái này bằng 1.300.000 tròn cả ship thì nó chỉ vào 1.280.000 thôi, 280-270.000 thôi, rất là ok. Đấy, gần hết rồi. Đây còn một cái bộ cái này là bộ này bộ chắn bùn, thì cái này là đây mở các bác nới vặn bằng tay cũng đều được các bác nhá. Đấy, nới ra các bác này, cài vào đây cái này cài vào cái cọc yên này. Đấy, xong rồi điều chỉnh các cái này, và cái phần phía trên này có hai cái nhá, một cái để bắt bằng cái càng trước. Đấy, một cái là bắt càng sau. Đấy, thì cái này ốc ước này họ gửi theo mình đầy đủ các bác nhá. Nói chung đồ Nhật này thì cái phần này này, quan trọng nhất là cái phần này tháo mở nhanh này thì dùng rất là thích luôn. Nó bền, tất cả tiếng Nhật này. Đấy, cái này của thương hiệu là thương hiệu Fringer các bác nhá. Thương hiệu Fringer này. À đâu, cái này là Folia. Đấy, còn bình thường em cũng hay về một vài đôi Fringer. Nó cũng như nhau thôi, chất lượng với cái giá tiền nó cũng xem nhau. Đấy, bicycle cái gì. Đấy, thì cái này các bác cái này giá của nó đâu nhỉ, em không thấy dán cái giá ở cái kia đâu. 900.000 các bác ạ, sorry các bác, bởi vì hình như ở trong cái túi dây bóng mà em bỏ đi rồi. À đây, phải đeo không nhìn thấy cái giá của cái kia đâu, không phải đâu. Ghi nhìn lại cái giấy, cái đấy của nó đấy. Em xem lại, không nhìn thấy, hôm qua em có ghi giá nhưng bây giờ không nhớ được bao nhiêu luôn các bác ạ. Để em nhìn lại xem. À, 950k các bác nhé. Đây, em dán cái giá vào đây cho nó dễ chứ không lại bị nhầm. Cái cũ thì em mua lướt thì nó chỉ quanh 500-600.000 thôi. Nhưng mà cái này em mua mới và cái phần cân nặng này, cái này giá của nó về hơi cao một chút. Cái này, cái bản này này. Cho nên cái này là giá 950k các bác nhé. Một cái bộ như này. Đấy. Đấy là hết những cái đồ mà hôm nay. À đâu, xăm đây. Còn 4 cái xăm Continental. Hàng mới tinh. Nhưng mà họ Nhật, cái chủ người Nhật bán cái này bên Nhật thì họ lại bóc cái hộp của mình đi để nó giảm cái cước vận chuyển. Cho nên là không có hộp. Đấy, còn giá của nó là 230k cả ship các bác ạ. Thì các bác nào lấy xăm, cái xăm này là size xăm là 700 x 23 này, 700 x 25 các bác nhá. Đấy, còn các bác nếu mà size 728 thì phải dùng size khác. Cái này là dùng cho 23, 24, 25 size lốp ấy. Đấy. Thế là em cũng quay cơ bản tất cả các đồ chi tiết ngày hôm nay. Clip cũng tương đối là dài bởi vì nó hôm nay có nhiều món và em cũng đã báo và giới thiệu rất là chi tiết. Tất cả là hàng Nhật chính hãng 100% em mua đấu giá. Thì cũng rất mong được giao lưu với tất cả các bác. Em cũng đã báo giá chi tiết rồi. Giá thì tất cả các đồ này thì đã bao gồm phí ship trừ mấy cái bình nước, bình nước airline thôi. Còn cái bình nước B&G thì em cũng đã tính luôn cả phí ship rồi. Để em lấy cái gimbal ra. À, cái em để với gimbal quay cho nên là cũng đang dùng chưa quen cho nên là nó sẽ bị xoay, cũng rất mong các bác xem, các bác thông cảm giúp em ạ. Đấy, thì em cũng đã quay chi tiết từng món một rồi. Đấy, về giá, về tính năng, về độ mới, cái mới tinh thì ghi là mới tinh, còn cái nào đã qua sử dụng, tất cả đồ bình nước là mới tinh này. Đấy, túi mềm pedal cực kỳ nhiều món luôn và toàn là hàng xịn sò chất lượng thôi. Đèn Lizin, túi Vinci. Đấy, các cái tun lục giác, chắn bùn, xăm, tay nắm, bơm, mũ, túi. Thì các bác nào quan tâm món nào thì các bác chụp ảnh giúp em. Em đã quay chi tiết trong màn hình rồi. Trong clip rồi thì các bác chụp ảnh giúp em và nhắn tin qua Zalo giúp em. Số Zalo thì em đang hiện tại đang bị full cái danh sách bạn bè. Cho nên sẽ có một số bác em không thể đồng ý kết bạn nữa bởi vì nó bị full rồi ấy. Cho nên là cũng rất mong các xin lỗi các bác thông cảm. Đấy, các bác quan tâm món gì ở trên kênh thì cứ nhắn tin giúp em là được, em sẽ trả lời ngay. Còn các bác mà ấy thì có thể alo luôn cũng được.
đấy, nhưng mà các có một số này nó chỉ có một món, nên nếu mà trong trường hợp ví dụ như là các món nào mà nó hết không còn thì các bác cứ nhắn giúp em, thì em tìm bên Nhật có thì em lại nhắn cho các bác, báo cho các bác biết. Video cũng tương đối dài, em xin cảm ơn và kính chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác mua hàng thì địa chỉ các bác có thể qua nhà nhé các bác nhé. Em ở chỗ Giảng Võ 39 ngõ 325 Giảng Võ. Đấy, và số điện thoại của em là 0915 640 766. Đấy, xe đạp Nhật được địa Jin Bay. Đấy, các bác ở xa thì em sẽ gửi qua Zalo và gửi ship cho các bác. Còn các bác ở gần thì các bác đến nhà giao lưu cũng được. Xem các đồ này các bác thích món gì các bác lấy món đấy. Ngoài ra thì nhà em thì xe đạp và tất cả đồ chơi này, tất cả hàng đấu giá sẽ tay Nhật 100%, cam kết hàng chính hãng. Các bác xem kênh thì chia sẻ và cho em xin một nút like hoặc là nút chia sẻ kênh các bác nhé. Các bác đăng ký kênh thì bật nút thông báo, thì khi mà em lên clip hoặc là hình ảnh xe đạp hoặc là phụ kiện phụ tùng mới thì nó sẽ hiện lên trên thông báo của các bác, thì các bác sẽ cập nhật được. Thì rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bác. Qua clip thì cũng cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác yêu xe, yêu kênh nhà Jin Bay, và đã chia sẻ giới thiệu rất nhiều bạn bè đến với nhà Jin Bay. Em xin được cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Và em xin tạm dừng video tại đây. Kính chúc sức khỏe tất cả các bác ạ.